thân mến chào các em. trong bài giảng ngày hôm trước, thầy cho ta đã cùng tìm hiểu có cái bài giảng đầu tiên để tìm hiểu về kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. và trong bài giảng ngày hôm trước chúng ta nhớ rằng nghị luận về một tư tưởng đạo lý nghĩa là kiểu bài văn nghị luận xã hội yêu cầu chúng ta đưa ra những lời bình luận, những lời nhận định, đánh giá về một tư tưởng, một vấn đề thuộc về đạo lý, luân lý ở đời, đạo đức ở đời thông qua việc phân tích À, chứng minh chúng ta sẽ làm sáng tỏ quan điểm của mình về các vấn đề đạo lý hoặc các vấn đề tư tưởng được nói đến ở trong bài văn vậy một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý thì chúng ta sẽ làm như thế nào Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Ta học bài giảng với một tâm thế học rất là tập trung bởi lẽ đề thi của các tỉnh thành phố như thầy quan sát đều có sự xuất hiện của dạng đề nghị luận xã hội mà một trong những cái dạng đề nghị luận xã hội phổ biến nhất chính là nghị luận về một tư tưởng đạo lý đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm dạng bài này. Đầu tiên, trước khi chúng ta bắt tay làm bất cứ dạng bài nào, chúng ta cần phải nhận diện được đề bài, xem đề bài thuộc về dạng kiểu bài nào để chúng ta có phương pháp làm cho phù hợp. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề bài của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Ta có phần 1 là mã. Đề bài của bài văn nghị luận về một tư tưởng. về một tư tưởng đạo lý. Chúng ta cùng khảo sát một số đề bài mẫu ở trong sách giáo khoa. Ví dụ, chúng ta có các đề bài từ đề số 1 đến đề số 10 chúng ta được thầy cô đưa ra rất là nhiều đề bài về dạng bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý để chúng ta quen ta thạo về việc nhận diện đề bài. Các đề bài từ số 1 cho đến số 10, chúng ta có tới 10 đề bài khác nhau, các đề đều khá ngắn gọn. Thầy cô hỏi chúng ta các câu hỏi gợi dẫn để chúng ta cùng hiểu về đặc trưng của một cái đề bài của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Câu hỏi đầu tiên thầy câu hỏi, các đề bài trên, tức là đề bài từ đề số 1 đến đề số 10, có điểm gì giống nhau? À, có điểm gì giống nhau? Có điểm gì giống nhau? Chúng ta thấy uh, các đề bài này có những điểm giống nhau. Đó là thứ nhất về hình thức. về hình thức các đề bài này thường là có hai phần có những đề bài chỉ có một phần thôi nhưng cũng có đề bài có cả hai phần phần thứ nhất đó là nêu rõ vấn đề cần nghị luận phần thứ nhất nêu vấn đề cần nghị luận và phần thứ hai của đề bài phần thứ hai của đề bài là ghi rõ cái thao tác mà chúng ta cần phải thực hiện ở trong bài văn nghị luận. Nêu rõ yêu cầu. Các yêu cầu. Yêu cầu cụ thể của việc nghị luận. Yêu cầu cụ thể của việc nghị luận. Thế thì chúng ta cùng thử khảo sát mà xem. Đề số 1 suy nghĩ từ chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường đề này thì có cả đảm bảo có đủ cả hai phần phần đầu tiên yêu cầu cụ thể của việc nghị luận đó là yêu cầu chúng ta phát biểu những suy nghĩ còn vấn đề cần nghị luận của chúng ta là vấn đề chuyện nội dung tư tưởng được thể hiện ở trong câu chuyện đẽo cày giữa đường đúng chưa ở đây là vấn đề về việc xác định uh, lập trường uh, bản lĩnh lập trường cứng cỏi uh, mạnh mẽ trong các cuộc À, trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống trong những cuộc giao tiếp mỗi con người cần phải có được, có lập trường có quan điểm có tư tưởng à, riêng của mình trong mọi vấn đề trong cuộc sống đề thứ hai đề thứ hai thì không có phần yêu cầu cụ thể của việc nghị luận mà nêu luôn ra cái vấn đề cần nghị luận đó là vấn đề đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đề số ba à, bàn về tranh giành và nhường nhịn à, lúc này thì đề lại có hai phần phần đưa ra những yêu cầu đề nghị cái thao tác cụ thể cần nghị luận ở đây là đề yêu cầu bàn bàn luận về vấn đề. Vấn đề ở đây là vấn đề gì? Tranh giành và nhường nhịn chính là vấn đề cần nghị luận, được chưa? Đề số 4, đức tính khiêm nhường, lúc này đề chỉ có vấn đề cần nghị luận thôi là một cái phẩm chất một đức tính của con người khiêm nhường, không có yêu cầu cụ thể về thao tác lập luận uh, được đưa ra ở đây. Đề số 5 có chí thì có chí thì nên cũng chỉ nêu yêu cầu nêu vấn đề cần nghị luận mà không có yêu cầu cụ thể về việc nghị luận. Đề thứ 6, đức tính trung thực cũng giống các đề số 4 và số 5, không có các yêu cầu cụ thể như suy nghĩ, như bàn luận. Đề số 7, tinh thần tự học, chỉ có vấn đề cần nghị luận thôi là tinh thần tự học. Đề số 8, hút thuốc lá có hại. Lúc này đề bài cũng chỉ là vấn đề nêu lên tư tưởng đánh giá về hành động hút thuốc lá và những tác hại của nó. Đề số 9, lòng biết ơn thầy cô giáo. Đề này cũng chỉ có vấn đề cần nghị luận mà chưa có không có kèm theo các yêu cầu cụ thể của việc nghị luận. Đề số 10, suy nghĩ từ câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lúc này chúng ta lại thấy đề số 10 có yêu cầu cụ thể là phải nêu suy nghĩ về câu ca dao, về tình cảm công ơn của cha mẹ đối với mỗi con người, đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy à, Thông thường các đề bài ở trong phần nghi luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý thường là có hai cấu trúc là thường có hai phần. Phần thứ nhất là phần nêu vấn đề cần nghị luận, đây là phần chính, phần trung tâm của đề bài. Phần thứ hai là phần nêu ra các yêu cầu cụ thể của việc nghị luận, những thao tác cụ thể trong việc nghị luận là suy nghĩ, là bàn luận, là nêu quan điểm vân vân. Được thể hiện qua các cái phần mệnh lệnh, các cái lời, cái câu dẫn trong mệnh lệnh của đề bài đúng chưa? Và với dạng đề mà chỉ nêu vấn đề cần nghị luận mà không có phần yêu cầu cụ thể thế này, người ta gọi là dạng đề mở, là dạng đề nêu mệnh lệnh dưới dạng mở, đúng không ạ? Còn uh, nêu cả yêu cầu cụ thể lẫn vấn đề cần nghị luận đó là ở dạng đầy đủ, dạng đề khép, dạng đầy đóng, đúng chưa nào? Đó, đấy là về phần hình thức của đề bài chúng ta nhận ra, đề bài bao giờ cũng có, thường là có hai phần đầy đủ nêu vấn đề và những yêu cầu cụ thể kèm theo ở đây thầy cũng lưu ý thêm một chút là trong quá trình chúng ta đi làm các bài kiểm tra các bài thi của thầy cô thì không chỉ chúng ta gặp những cái đề uh, giống như đề bài trong siểu khoa mà các dạng đề ấy lại còn có bổ sung thêm những yêu cầu phụ khác giống như trong kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống chúng ta đã gặp thì ở đây bên cạnh các yêu cầu cụ thể của việc nghị luận bên cạnh cái việc là các cái thao tác các cái thao tác, các cái uh, hoạt động nghị luận mà chúng ta cần phải thực hiện như nêu suy nghĩ, trình bày quan điểm, bàn luận về vấn đề cần nghị luận thì chúng ta còn có những yêu cầu khác nữa, mình lưu ý. trong thực tế, trong thực tế chúng ta đi làm bài các bài kiểm tra và các bài thi bao giờ thường đề bài cũng đính kèm với các yêu cầu khác, thí dụ yêu cầu về dung lượng. yêu cầu về hình thức trình bày. Yêu cầu về hình thức trình bày của câu trả lời. Có thể có đề yêu cầu bạn viết đoạn văn nhưng cũng có thể có đề yêu cầu viết thành bài văn. Đoạn văn thì cũng có thể là đoạn từ 10 câu đến 12 câu, có thể là đoạn 15 câu, có thể là đoạn uh, từ 6 đến 8 câu vân vân. Rồi bài văn thì bài văn cũng có thể giới hạn dung lượng bài văn không quá một trang giấy thi, bài văn khoảng 200 chữ vân 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 vân. Các yêu cầu cụ thể đính kèm về dung lượng, về hình thức trình bày, về kiểu loại, thí dụ như là đoạn văn thì là yêu cầu là viết đoạn quy nạp, viết đoạn diễn dịch hoặc viết đoạn tổng phân hợp hoặc là các yêu cầu khác nữa liên quan đến việc tích hợp các đơn vị kiến thức khác nhau Thí dụ lại yêu cầu chúng ta viết đoạn văn Nhưng trong đoạn văn đấy lại có sử dụng các câu ghép Sử dụng các phép liên kết câu sử dụng các biện pháp tu từ, vân vân. Đó là những yêu cầu đính kèm thêm mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta phân tích đề và đọc kỹ hình thức của đề bài. Bên cạnh các yêu cầu, các cái phần chính, phần trung tâm là phải xác định được vấn đề cần nghị luận, chúng ta phải xác định được các yêu cầu cụ thể đính kèm thêm. Đúng chưa? Đấy là về hình thức. Còn về nội dung. Nội dung của đề bài. Bạn lưu ý vấn đề cần nghị luận. Vấn đề cần nghị luận ở trong đề bài luôn luôn phải là một vấn đề về tư tưởng đạo lý. Phải là vấn đề về tư tưởng đạo lý. Vấn đề về tư tưởng đạo lý thì thường nó có thể được thể hiện dưới dạng các chuyện ngụ ngôn, các câu chuyện ngụ ngôn Câu chuyện ngụ ngôn có thể được hiểu là những câu chuyện của văn học dân gian theo đúng cái khái niệm thể loại chuyện ngụ ngôn của văn học dân gian hoặc những câu chuyện ngắn, ngắn gọn, xúc tích mà lại bao chứa trong nó nhiều ý nghĩa triết lý và nhiều bài học cũng có thể được xem giống như dạng bài những câu chuyện ngụ ngôn hoặc dưới những câu tục ngữ những câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm của dân gian hoặc ca dao tục ngữ hoặc ca dao à, cũng có thể Tư tưởng đạo lý ấy được thể hiện ở trong một câu danh ngôn, câu danh ngôn. À, hoặc cũng có thể nữa, tất cả các trường hợp như chuyện ngụ ngôn, tục ngữ, ca dao hoặc câu danh ngôn, nghĩa là cái vấn đề cần nghị luận được ẩn ở đằng sau một cái tác phẩm uh, văn chương hoặc ẩn đằng sau ở một câu nói giàu ý nghĩa, giàu hình ảnh. Cũng có thể vấn đề cần nghị luận được thể hiện một cách trực tiếp được thể hiện một cách trực tiếp. Đó có thể là một đức tính, đó có thể là một đức tính, một phẩm chất của con người. Người ta có thể gọi tên ra đức tính, phẩm chất đó luôn, chứ không ẩn nó đằng sau những cái câu ca dao tục ngữ vân vân. Thí dụ như uh, gì nhỉ Đức tính khiêm nhường, tranh giành và nhường nhịn vân vân. Đó đều là cách ứng xử là những đức tính là những phẩm chất được gọi tên ra, thể hiện ngay cái vấn đề về tư tưởng đạo lý được thể hiện cần được, được nghị luận như vậy chúng ta thấy xét về mặt nội dung chúng ta phải đọc được cái vấn đề cần nghị luận đây là vấn đề gì phải là vấn đề về tư tưởng đạo lý vấn đề ấy có thể được gửi gắm trong một câu chuyện giàu ý nghĩa giàu bài giàu ý nghĩa sâu sắc về triết lý về bài học gửi gắm một câu tục ngữ ca dao một câu danh ngôn nào đó hay bàn về một đức tính một cái phẩm chất đạo đức nào đó của con người vân vân đó đều là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải khai thác được ở trong đề bài để xác định được kiểu bài là kiểu bài bàn về một tư tưởng đạo lý được chưa? Yêu cầu số 2 của thầy cô. Chúng ta nghĩ ra các đề bài tương tự. À, khi chúng ta đã phân tích được hình thức của đề bài cũng như là nội dung của đề bài rồi thì không khó để chúng ta có thể nghĩ ra được một cái đề bài tương tự như thế. Ta có thể tìm một câu chuyện ngụ ngôn và chúng ta trình bày nó, hỏi nó dưới hình thức của một cách hỏi của đề nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Ta cũng có thể đưa ra một cái câu tục ngữ, một lời khuyên trong câu tục ngữ, một câu ca dao để chúng ta đưa ra làm đề bài. Hoặc chúng ta chọn một đức tính, một phẩm chất đạo đức nào đó để ta chọn đưa vào làm đề bài, nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Phần này không khó, bạn có thể đưa ra khoảng từ 3 đến 5 ví dụ khác để chúng ta làm phong phú thêm và mình luyện tập cách nhận diện cũng như là cách đặt đề bài để chúng ta thạo hơn trong việc nhận diện đặc điểm về hình thức và nội dung của đề bài kiểu bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý được chưa nhận diện được đề bài chúng ta mới bắt tay đi vào làm bài cụ thể vậy các bước để làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý chúng ta làm như thế nào gian ý của kiểu bài này ra sao chúng ta cùng sang phần thứ hai cách làm cách làm bài nghị luận. Về một tư tưởng. Về một tư tưởng đạo lý. À, cách làm các bước làm của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý ta cũng sẽ tuân thủ theo các bước chung của cách làm một bài văn quen thuộc trong trường phổ thông. Ta sẽ đi từ việc là phân tích đề, lập tìm ý, lập dàn ý, viết bài, để rồi sau khi viết xong chúng ta có thể đọc và kiểm tra, soát sửa lỗi, đúng chưa? Ở đây thầy chỉ lưu ý những điểm khác biệt riêng biệt của kiểu bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý so với những kiểu bài văn khác đã quen làm. Trong đó có những bước như sau rất quan trọng. Đầu tiên, bước tìm hiểu đề. Chúng ta thấy đề bài, một cái đề bài của kiểu bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý luôn luôn là thường ấy là gồm có hai phần vấn đề cần nghị luận và những yêu cầu cụ thể đính kèm. Vậy trong khi phân tích và tìm hiểu đề bài, ta phải xác định được vấn đề cần nghị luận. Đây là yêu cầu quan trọng cốt tử hàng đầu để chúng ta có được một bài văn đúng, một bài văn trúng vấn đề để chúng ta không lan man xa đề hoặc thậm chí bị lạc đề. Việc xác định vấn đề xác định vấn đề cần nghị luận. Tưởng như đơn giản và thực sự nó đơn giản với những cái vấn đề mà đề bài gọi trực tiếp ra thí dụ như uh, tinh thần tự học, thí dụ như tranh giành và nhường nhịn, thí dụ như lòng biết ơn thầy cô giáo, vân vân. Nhưng lại có những vấn đề cần nghị luận Không được gọi trực tiếp ra Mà nó, lại được ẩn đằng sau những câu chuyện ngụ ngôn Những câu tục ngữ, những câu ca dao dấu hình ảnh Ẩn sau những câu danh ngôn thấm thía đầy triết lý Thì chúng ta cần phải giải mã Cần phải đọc kỹ để tìm ra cái vấn đề Cần nghị luận ẩn đằng sau những câu nói Những câu chuyện giàu hình ảnh và triết lý như thế Mình lưu ý Việc này là việc hết sức quan trọng Và chúng ta buộc phải làm được khi chúng ta phân tích đề bài Bên cạnh việc quan trọng là xác định được vấn đề cần nghị luận để bài viết của chúng ta đúng hướng, đúng trọng tâm. Chúng ta còn cần phải xác định được thêm các yêu cầu đính kèm của bài làm nữa, các yêu cầu khác, các yêu cầu khác. Ờ, thực ra khi chúng ta phân tích mà có các cái từ chúng ta đọc đề mà có cái từ như suy nghĩ, như bàn luận, như bày tỏ quan điểm, như trình bày ý kiến, vân vân, chúng ta coi những cái cách diễn đạt ấy là như nhau nghĩa là đề bài luôn luôn yêu cầu chúng ta phải nêu rõ cái quan điểm cá nhân của mình về vấn đề cần nghị luận chúng ta phải bàn luận về vấn đề cần nghị luận và muốn bàn luận được về vấn đề cần nghị luận ấy mà ý kiến của ta lời bàn của ta có sức thuyết phục thì ta không chỉ bàn không ta không chỉ nói ý kiến của ta không mà ta cần phải đưa ra các lý lẽ dẫn chứng để ta chứng minh để ta phân tích để ta thuyết phục người đọc đồng tình với ta do đó trong bài của chúng ta bên cạnh thao tác bình luận chúng ta phải kết hợp với giải thích, với phân tích, với chứng minh để làm sáng tỏ cho luận điểm của ta về vấn đề, được chưa? Nghĩa là nếu như đề bài có các cái cách diễn đạt khác nhau như suy nghĩ, như bàn luận, như bày tỏ ý kiến, như trình bày quan điểm, vân vân. Những cách diễn đạt ấy chỉ là những cách diễn đạt khác nhau của cùng một yêu cầu là chúng ta phải bày tỏ rõ quan điểm của cá nhân, suy nghĩ của bản thân mình về vấn đề mà thôi. Mình đừng băn khoăn về những sự khác biệt nhỏ mang tính chất tiểu tiết như thế. Những yêu cầu khác ở đây thầy muốn lưu ý các bạn nhiều hơn về vấn đề hình thức cơ. Đó là viết đoạn hay viết bài. Viết dài bao nhiêu, à, viết xong có yêu cầu đính kèm gì không? Mình lưu ý như vậy. Hoặc thậm chí có thể có những yêu cầu đính kèm về phạm vi dẫn chứng. Vấn đề này thầy cô yêu cầu là viết bài văn hoặc đoạn văn nghị luận về vấn đề Nhưng lấy dẫn chứng từ trong thực tế cuộc sống Hay từ trong việc học tập của chúng ta Hay từ trong các tác phẩm văn chương trong nhà trường Vân vân Chúng ta phải lưu ý đến những yêu cầu khác ấy Để chúng ta thực hiện cho đúng, cho chính xác Những yêu cầu này là những yêu cầu phụ ở phía sau Nhưng nếu như chúng ta làm sai Làm không đúng với những yêu cầu đấy Thì bài làm của chúng ta cũng sẽ không được tối đa hóa điểm số Thậm chí có thể bị thầy cô trừ điểm Đấy chưa? Sau khi tìm hiểu đề để xác định vấn đề cần nghị luận, chúng ta sang bước thứ hai. Ta lập dàn ý. Hôm trước học về kiểu bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, thầy đã cung cấp cho các bạn dàn ý chung của kiểu bài này. Đó là chúng ta cũng tuân thủ bố cục 3 phần mở, thân, kết. Trong đó phần thân bài, chúng ta đi từ giải thích trình bày biểu hiện của hiện tượng, nêu lên những tác hại hoặc là dụng của hiện tượng đó, sau đó đi phân tích nguyên nhân và cuối cùng đề xuất giải pháp và rút ra bài học cho bản thân. Đấy là cách dàn ý chung của kiểu bài nghị luận về một sự việc, một hiện tượng đời sống. Còn với nghị luận về một tư tưởng đạo lý thì chúng ta trình bày theo cái dàn ý như thế nào? Đây chính là dàn ý của kiểu bài này. Phần đầu tiên, tất nhiên chúng ta vẫn phải viết mở bài. À, mở bài nếu yêu cầu là viết bài văn còn nếu thầy cô yêu cầu trong đề là chỉ viết đoạn văn thôi thì tất nhiên chúng ta thay đoạn mở bài bằng câu văn để mở đoạn. Dù là đoạn hay là câu thì phần mở của bài của đoạn chúng ta luôn luôn phải hoàn thành nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất chúng ta phải giới thiệu được vai trò ý nghĩa của vấn đề cần nghị luận. Mình lưu ý là mình giới thiệu về vai trò và ý nghĩa của vấn đề cần nghị luận. ở uh, vai trò và ý nghĩa của một vấn đề thì thường nó biểu hiện ở hai khía cạnh. Nếu như vấn đề ấy là một cái vấn đề rất là bức xúc, uh, rất là nhức nhối, đang được dư luận xã hội quan tâm thì đấy chính là ý nghĩa vai trò của nó. đấy là ý nghĩa thời sự, là tính thời sự của vấn đề. Nhưng có những vấn đề không mang tính thời sự nhưng nó là vấn đề muôn thuở, nó là vấn đề mà ai cũng phải quan tâm, nó là vấn đề từ trong bản chất là vấn đề rất quan trọng rồi. Thế thì vai trò và ý nghĩa của nó là vai trò và ý nghĩa xuyên thời gian, là ý nghĩa muôn đời. Vậy ta phải tìm ra được cái uh, ý nghĩa vai trò độc đáo của vấn đề, đặc biệt của vấn đề để ta giới thiệu ngay ở trong phần nghị luận, được chưa? Có những vấn đề rất là bức xúc thiết thực với đời sống hiện tại ta đang nhìn thấy Còn có những vấn đề, nó là những vấn đề muôn thuở thuộc về bản chất của con người, của xã hội Đó cũng là những vấn đề chúng ta cần quan tâm Vậy ta phải tìm ra được là vai trò gì, là ý nghĩa gì với cuộc sống hiện tại của chúng ta để ta giới thiệu Chứ không giới thiệu chung chung Mình lưu ý nữa là trong phần giới thiệu vấn đề cần nghị luận ở trong phần mở bài Bắt buộc là các bạn nếu như đề bài có những lời trích dẫn Thì bạn buộc phải đưa những lời trích dẫn đó vào trong phần đề bài phải có những lời trích dẫn nếu có. Đưa những lời trích dẫn trong đề bài. Nếu như đề bài có những lời trích dẫn. Thí dụ đề bài yêu cầu nghị luận về một câu tục ngữ thì chắc chắn trong phần mở bài của bạn, phần giới thiệu vai trò và ý nghĩa của vấn đề cần nghị luận phải đưa câu tục ngữ ấy vào trong phần mở bài. Nếu nó là một câu danh ngôn, bạn phải đưa câu danh ngôn trích dẫn. Nếu nó là một câu chuyện ngụ ngôn nó dài mình không thể chép nguyên vào trong phần mở bài thì ta phải đưa tên gọi của câu chuyện ngụ ngôn ấy vào trong phần mở bài. Nghĩa là chúng ta phải đưa ra cái lời trích dẫn dẫn lại cái lời trích dẫn ở trong đề bài để xác định với thầy cô là mình đang làm rất đúng vấn đề mình đang đi rất đúng hướng chứ không phải là lan man xa đề hoặc là lạc đề được chưa đó là phần mở bài thầy lưu ý dù viết đoạn hay viết bài cũng thế thôi viết đoạn hay viết là câu mở đoạn hoặc là viết đoạn mở bài thì cũng thế thôi phần thứ hai ta viết phần thân bài lưu ý nếu như là bài văn thì phần thân bài của bài văn nghị luận bao giờ cũng phải được trình bày thành những đoạn văn ngắn như đoạn văn nhỏ bạn không nên viết một bài văn nghị luận dài mà phần thân bài chỉ có một đoạn văn điều ấy là điều rất không nên bạn nên tách nó thành nhiều đoạn văn nhỏ để các ý các luận điểm của chúng ta được sáng rõ thầy cô rất dễ dàng để xác định hệ thống luận điểm của các em mà phần trình bày như vậy cũng rất là dễ chịu cho người đọc cũng rất là cho thấy là cái tư duy của mình cũng rất là mạch lạc, sáng rõ, mình hiểu rất sâu, rất sát về vấn đề. Được chưa? Phần thân bài lưu ý về trình bày nhé, ngắt thành nhiều đoạn văn ngắn. Phần thân bài của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý, chúng ta trình bày những ý nào? Ta trình bày 3 ý sau đây. Một, ta giải thích vấn đề. Thao tác lập luận giải thích thì đã quá quen với các bạn. Chúng ta đã học về văn giải thích trong chương trình Ngữ văn, phần tờ lò văn của lớp 7 đúng không ạ? Học kỳ 2 chúng ta đã học về văn giải thích. Giải thích về vấn đề thì chúng ta có thể đi từ giải thích từ ngữ. Những từ mà thầy cô hay gọi là những từ quan trọng, những từ chìa khóa hoặc giải thích các hình ảnh. Nếu có các hình ảnh hoặc là cấu trúc câu. Hoặc là biện pháp nghệ thuật. Rất là đặc biệt, tức là một đặc điểm gì đó thuộc về hình thức của cái câu nói, lời trích dẫn được nói đến ở trong đề bài nếu có. Ta giải thích từ ngữ, hình ảnh, cấu trúc câu hoặc biện pháp nghệ thuật độc đáo để từ đó hiểu nghĩa của từng từ ngữ, từng hình ảnh, hiểu được tác dụng của cấu trúc hoặc biện pháp nghệ thuật được sử dụng. Chúng ta giải thích vấn đề giải thích chung vấn đề cần nghị luận. Giải thích chung vấn đề cần nghị luận. Thí dụ uh, nếu vấn đề cần nghị luận là một câu ca dao, ta phải uh, chỉ ra các biện pháp nghệ thuật, các hình ảnh độc đáo trong câu ca dao để chúng ta chỉ ra, tìm ra được vấn đề cần nghị luận ẩn trong bài ca dao đấy. Nếu nó là một câu chuyện ta phải phân tích hệ thống nhân vật, à, cốt truyện của câu chuyện để ta tìm ra vấn đề cần nghị luận. Nếu nó là một câu tục ngữ giàu hình ảnh, thí dụ như uống nước nhớ nguồn, ta phải phân tích các từ ngữ, các hình ảnh, ấn tượng để chúng ta tìm ra vấn đề cần nghị luận ẩn ở đằng sau câu tục ngữ. Một câu danh ngôn, thí dụ học học nữa học mãi, ta phải giải thích khái niệm học, ta phải phân tích cái cấu trúc à, lập tăng tiến học học nữa học mãi để chúng ta tìm ra cái cấu trúc và biện pháp ấy cũng giúp cho chúng ta tìm ra cái vấn đề cần nghị luận đấy là giải thích vấn đề nếu cần trong phần giải thích này chúng ta có thể so sánh uh, cái khái niệm cái từ ngữ cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến với những vấn đề tương tự như nó với nó để uh, giúp cho người đọc người nghe phân biệt vấn đề ấy với những vấn đề tương tự dễ nhầm lẫn với nó hoặc trong phần giải thích chúng ta cũng có thể đưa ra những cái biểu hiện chỉ ra đưa ra các ví dụ các biểu hiện để giúp cho người đọc người nghe hiểu rõ cái đối tượng cần nghị luận của chúng ta là đối tượng nào bởi lẽ Đối tượng nghị luận của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý là một tư tưởng đạo lý, nghĩa là vốn dĩ đối tượng nghị luận của chúng ta vấn đề nghị luận của chúng ta đã là một cái đối tượng rất trừu tượng rồi, nó là một tư tưởng hoặc là một vấn đề thuộc đạo đức nhân sinh, cho nên nó đã trừu tượng sẵn. Nếu cần, ta sẵn sàng có thể đưa ra các cái ví dụ minh họa để giúp cho người đọc, người nghe hình dung rõ, cụ thể và sống động cái vấn đề cần nghị luận của chúng ta là vấn đề gì, được chưa? Sau khi giải thích xong chúng ta mới đến phần thứ hai chúng ta bình luận chúng ta chứng minh vấn đề chúng ta bàn luận chúng ta chứng minh vấn đề bạn lưu ý giải thích là một thao tác lập luận bình luận và chứng minh cũng lại là những thao tác lập luận nữa chúng ta phải kết hợp ở trong bài văn nghị luận này bình luận vấn đề nghĩa là gì à, bình luận vấn đề nghĩa là chúng ta đánh giá xem cái tư tưởng đạo lý ấy có chính xác hay không có đầy đủ và toàn diện hay chưa? Nó tích cực hay tiêu cực vân vân, chúng ta đánh giá vấn đề, đánh giá cái tư tưởng, đạo lý ở trên nhiều góc độ khác nhau, áp dụng nó vào trong thực tế cuộc sống để chúng ta đánh giá, đúng không ạ? Tức là đưa ra ý kiến đánh giá. Đưa ra quan điểm. Đưa ra ý kiến của cá nhân về cái vấn đề cần nghị luận. Vấn đề cần nghị luận ở đây chính là cái tư tưởng đạo lý mà chúng ta đang nghị luận đó. Nhưng ta không chỉ đưa ra quan điểm của mình, ta quan điểm quan điểm của ta là đúng, là sai, là tích cực, là tiêu cực, là toàn diện hay là phiến diện, vân vân. Nhưng nêu quan điểm ấy thì chỉ cần một câu, thậm chí vài câu, nhưng quan điểm được đưa ra muốn tăng tính thuyết phục thì cần phải có phần chứng minh, cho nên bình luận luôn luôn đi kèm với chứng minh ở phần này là thế. Ta phải đưa ra sau khi ta đưa ra quan điểm ta trình bày quan điểm ý kiến về vấn đề cần nghị luận ta phải dùng các lý lẽ dùng các dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm của ta cho quan điểm của mình đã nêu ở bên trên phải dùng các lý lẽ dẫn chứng để chứng minh. Thế thì trong phần này, khi đưa ra lời ý kiến bình luận đánh giá về một cái vấn đề tư tưởng đạo lý thì thông thường chúng ta uh, lúc bình luận thầy cô vẫn thường dạy các bạn là chúng ta cần phải soi chiếu vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau từ nhiều phương diện khía cạnh khác nhau để chúng ta nhìn vấn đề được toàn diện hơn, giống như một viên kim cương có nhiều mặt, ta nhìn được nó từ các mặt khác nhau thì ta mới thấy hết được vẻ đẹp của nó. Thì vấn đề cũng vậy, một cái vấn đề trong cuộc sống có thể được nhìn từ nhiều góc nhìn khác nhau, từ nhiều phương diện khác nhau và chúng ta sẽ ghi nhận lại được những hình ảnh và kết quả quan sát khác nhau. Với một vấn đề, chúng ta đưa ra ý kiến uh, bàn luận thông thường chúng ta có thể nói nó đúng hoặc sai nó tích cực hoặc tiêu cực nhưng bên cạnh phần bàn luận ấy để bài viết của chúng ta có thể có thêm cái chiều sâu mức độ toàn diện và có điểm nhấn so với những bài viết khác thì thông thường thầy cô vẫn gợi chúng ta là bên cạnh phần bàn luận bình luận lại có thêm phần bàn luận mở rộng đó là khi chúng ta lật ngược vấn đề để chúng ta xem xét vấn đề từ một cái góc nhìn hoàn toàn khác thậm chí trái ngược lại ở bên trên chúng ta khẳng định vấn đề này đúng quan điểm này tư tưởng này đúng nhưng liệu nó có đúng trong mọi hoàn cảnh không và nó đúng như vậy nhưng chúng ta cần phải lưu ý gì khi chúng ta áp dụng cái tư tưởng cái quan điểm đạo đức ấy vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày chúng ta nhìn nó ở một cái khía cạnh khác người ta gọi là bình luận mở rộng Hoặc ta có thể, quan điểm ấy đúng, vậy ta có thể phê phán những hiện tượng, những quan điểm trái ngược với nó Những quan điểm sai trái đang làm ảnh hưởng đến nhận thức, đến tâm lý, đến hành xử của mọi người trong cuộc sống Vân vân, phần đó gọi là phần bàn luận mở rộng, ta cũng trình bày ở đây Ta cũng trình bày ở phần này đây, được chưa? Cuối cùng, sau khi chúng ta giải thích, chúng ta bàn luận thấu đáo và chứng minh chặt chẽ về quan điểm của ta về vấn đề Chúng ta mới đến phần cuối, chúng ta rút ra bài học. Thông thường, bài học rút ra ở đây là bài học về nhận thức và bài học về những hành động cụ thể. Là bài học về nhận thức và bài học về hành động. Nhận thức là sau khi chúng ta bàn luận về vấn đề được nêu lên, chúng ta có những thay đổi gì, ta nhận ra được điều gì có ích bồi bổ thêm cho nhận thức của ta cho kiến thức của ta. Bài học hành động nghĩa là những đổi thay trong nhận thức phải được chuyển biến thành hành động. Ta phải thể hiện những hành động cụ thể để cho thấy vấn đề mà chúng ta bàn định đến có tác động trực tiếp đến những hành động của ta, thay đổi hành vi, cách ứng xử của ta trong cuộc sống. Được chưa? bài học, phần bài học rút ra. Trong 3 phần này của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, thì vấn phần bình luận chứng minh là phần có ý nghĩa quan trọng nhất. Sẽ được thầy cô dành nhiều điểm số dành nhiều điểm số để giao vào cái phần bình luận chứng minh này. Đây cũng chính là phần để thể hiện rõ nhất cái vốn sống, khả năng lập luận, kỹ năng diễn đạt của các bạn ở trong bài văn. Đây là phần có trọng số điểm lớn nhất, có trọng số điểm lớn nhất. Lưu ý điều đó. Sau khi phần thân bài hoàn thành, chúng ta đến phần kết bài. Kết bài chúng ta đánh giá chung lại vấn đề và nếu cần có thể nâng tầm vấn đề và nói ý nghĩa thực tiễn của vấn đề đó trong cuộc sống hàng ngày. Cũng như ta đánh giá về ý nghĩa của vấn đề. Vấn đề là một cái vấn đề thuộc về tư tưởng đạo lý từ ngàn đời nhưng nó vẫn không bao giờ cũ mà vẫn luôn luôn có tính thời sự chẳng hạn thế. Ta đánh giá về ý nghĩa thực tiễn của vấn đề ấy trong các cái khuôn khổ, các phạm vi khác nhau. Ta đánh giá chung khái quát lại vấn đề cần nghị luận. Được chưa? Đây là ba bước chúng ta cần làm trong một bài văn thông thường và đây là ba cái thao tác luôn luôn có trong bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý, mình nhớ, giải thích vấn đề, bình luận chứng minh vấn đề, rút ra bài học từ vấn đề. Ấy chính là cái cấu trúc dàn ý chung cho kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý, bạn đừng quên. Sau khi bạn lập dàn ý rồi và dàn ý khi bạn đã được lập ra thế này thì chắc chắn rồi, câu chuyện còn lại chỉ là bắt tay vào viết bài và sau khi viết xong chúng ta đọc lại bài để sửa để soát và sửa lỗi Thế thôi, các phần sau thầy sẽ không trình bày nữa Bởi đến đây thầy cho rằng sau khi lập dàn ý xong Bạn đã làm được 80% của bài viết Phần còn lại chỉ hiện thực hóa hệ thống ý này lên trên bài làm của bạn mà thôi Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là các bước sau không quan trọng Bước viết bài chính là bước quan trọng nhất Để hiện thực hóa tất cả những gì bạn nghĩ ở trong đầu Bạn lập dàn ý ở ngoài nháp để vào trong giấy, trong bài và thành điểm số Đấy chính là cái quá trình nỗ lực của bạn để chuyển từ ý tưởng ra thành bài văn và đấy uh, chính là sản phẩm sẽ gửi cho thầy cô và đánh giá điểm số ở cái bài viết ấy mà quá trình này lại là quá trình các bạn buộc phải luyện tập các bạn sẽ phải tự giác luyện tập ở nhà chúng ta lập gian ý rất là kỹ càng theo đúng cấu trúc mà thầy đã đưa ra nhưng đồng thời chúng ta cũng phải luyện kỹ năng diễn đạt để viết thành những bài văn hoàn chỉnh những bài văn mạch lạc những bài văn đầy sức thuyết phục được chưa đây chính là các bước làm cụ thể của một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Sau đây chúng ta đến với phần thứ ba, thầy hướng dẫn các bạn làm thử một vài cái dàn ý, một vài cái bài viết cụ thể với các đề cụ thể để chúng ta thạo hơn cách làm dạng đề này. Ta sang phần thứ ba. Thầy cho đến phần 3, phần 3 la mã, luyện tập À, trong phần Ba La Mã luyện tập thầy cô yêu cầu mình lập dàn bài cho đề số 7 ở mục 1 có nghĩa là đề bài số 7 tinh thần tự học đúng không ạ lập dàn bài lập dàn ý cho đề bài tinh thần tự học Đề bài này là đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Tư tưởng đạo lý ở đây được gọi trực tiếp, vấn đề nghị luận ở đây được thể hiện trực tiếp ra. Đó là vấn đề tự học, tinh thần tự học của mỗi con người. Đúng chưa? Nó không ẩn chứa đằng sau những câu danh ngôn, tục ngữ. Chúng ta triển khai bài này với cái hệ thống gian ý quen thuộc mà thầy đã giới thiệu ở bên trên. Đầu tiên, chúng ta viết phần mở bài. Mở bài chúng ta phải giới thiệu được vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc tự học. Giới thiệu vai trò to lớn của việc tự học. Nhất là trong thời đại ngày nay. Trong thời đại ngày nay bạn có thể bắt bằng câu chuyện truyền thống là dân ta, nhân dân ta, dân tộc ta có một cái truyền thống hiếu học từ ngàn đời, à, những rất nhiều những tấm gương hiếu học, những nhà khoa bản à, thành đạt nhờ vào việc tự học, nhờ vào việc học hành tiến thân trên con đường học hành khoa cử và nhất là trong thời đại ngày nay việc học tập càng có quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng nhưng khi bước vào thời đại mà À, kho vốn tri thức của nhân loại đang ngày càng tăng lên, người ta thống kê chỉ có khoảng từ 5 đến 9 tháng thôi thì kho tri thức của nhân loại đã tăng lên gấp đôi rồi. Liên tục có những tri thức mới, có những phát minh mới được phát hiện ra, kho tri thức, kho kiến thức của nhân loại ngày một đầy và nhiều hơn. Vì vậy cho nên quan niệm chỉ học một lần, học trong nhà trường, học ở trong sách vở của thầy cô mà có thể đủ dùng cho suốt cả cuộc đời, học có chục năm có chục năm cấp sách đến trường mà kiến thức ấy đủ dùng cho suốt cả cuộc đời, học trong sách vở thôi mà có thể đủ ứng dụng trong thực tế cuộc sống là quan điểm sai lầm. Chìa khóa để giúp chúng ta không bị lạc hậu khỏi cái tiến trình chung, sự phát triển chung của nhân loại, của xã hội ấy chính là tự học. Tự học chính là chiếc chìa khóa vàng để giúp chúng ta có thể thành công, thành đạt trong cuộc sống, phát triển bản thân và có thể giành được những thành quả trong sự nghiệp, giành được hạnh phúc trong cuộc đời, chính là tự học đúng chưa? Vậy ta giới thiệu về vai trò to lớn đặt trong bối cảnh của thời đại ngày nay, trong bối cảnh so sánh truyền thống, một dân tộc có truyền thống hiếu học và trong thời đại ngày nay càng cần thiết chúng ta phải nỗ lực học tập nhiều hơn nữa. Và trước yêu cầu lớn của việc áp lực về kiến thức, về uh, học tập ngày càng gia tăng thì việc tự học chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề, chìa khóa để chúng ta thành công trong xã hội học tập, đúng chưa? Sau khi chúng ta giới thiệu xong ở phần mở bài, thầy cho mình bắt đầu vào phần thân bài. Đây là phần chính của bài văn. Phần thân bài. Trong phần thân bài, thầy cho chúng ta bên trên đã xác định triển khai theo 3 bước và chúng ta cứ thế chúng ta tiến hành thôi. Đầu tiên, ta phải giải thích vấn đề. Giải thích vấn đề. Khi giải thích vấn đề thì thầy có lưu ý là các bạn sẽ phải tìm những từ chìa khóa để chúng ta giải thích. Thế thì trong cái lời nhận định trong vấn đề này chúng ta thấy có khái niệm học rồi tự học. Vậy chúng ta phải giải thích khái niệm học là gì? Tự học là gì? Đúng chưa? Thì ta sẽ nhận ra học là quá trình chúng ta tiếp thu kiến thức, tiếp thu tri thức, kỹ năng để chúng ta hoàn thiện thêm bản thân mình đáp ứng những yêu cầu của thực tế cuộc sống và công việc. Vậy tự học là gì? Ta thấy bản chất của việc học là quá trình lĩnh hội tri thức, ta phải tự mình lĩnh hội chứ không ai có thể lĩnh hội thay cho ta, học thay cho ta. Kiến thức là kiến thức của ta, trong nhận thức của ta, cho nên không ai có thể học thay. Vậy bản chất của việc học đã là một công việc độc lập của mỗi con người, là công việc riêng của mỗi người, không ai có thể học thay cho người khác. Tuy nhiên ở đây, việc tự học mà đề bài yêu cầu còn mang thêm một cái yếu tố nữa, một nét nghĩa nữa, ở đây là tự học có nghĩa là ý thức là thái độ là cái ý thức là cái thái độ tự giác chủ động là cái ý thức thái độ tự giác chủ động trong học tập là ý thức tự giác chủ động trong học tập là ý thức tự lập. Là ý thức tự lập. Tự mình tìm kiếm và lĩnh hội tri thức. Không chờ sự đôn đốc nhắc nhở hay một sức ép ở bên ngoài, một sự hỗ trợ ở bên ngoài mà mình phải tự lập, tự tìm, mình phải tự giác và chủ động trong quá trình học tập để kiếm tìm tri thức làm đầy kho vốn tri thức và kinh nghiệm của mình. Đấy là ý nghĩa của tự học. Tự học không chỉ hiểu theo bản chất của việc học là của mỗi con người, của mỗi cá nhân, không ai có thể học hộ, học thay, tiếp thu thay tri thức cho ta mà nó còn nhấn mạnh đến cái ý thức thái độ của ta trong học tập. Ta phải tự giác, tự chủ, ta phải tự lập, tự tìm kiếm để mà lĩnh hội mà làm đầy thêm kho vốn tri thức của mình, được chưa? Giải có giải thích như thế, người ta mới hiểu được rõ tự học là gì nếu cần chúng ta có thể nêu ra một vài cái biểu hiện của tự học tự học nghĩa là gì là bên cạnh các cái giờ học của chúng ta ở trên lớp theo yêu cầu của thầy cô theo nội quy của nhà trường theo yêu cầu của bố mẹ trong gia đình thì chúng ta còn tự giác à, siêu tầm thêm các bài tập đọc thêm các bài tham khảo tìm hiểu thêm các câu chuyện các tác phẩm văn chương để chúng ta mở mang thêm kiến thức chúng ta mở rộng thêm kiến thức của bài học mà không ai ép không ai bắt không ai đòi chúng ta nhưng chúng ta vẫn tự giác chúng ta vẫn chủ động học nghĩa là chúng ta đang tự học à, ví dụ trong việc học ngoại ngữ chúng ta không nhất thiết phải học theo các cái giáo trình chúng ta có thể uh, chủ động chúng ta đi uh, tìm kiếm những cơ hội để được giao tiếp với những người nước ngoài để chúng ta có cơ hội để rèn rũa thêm học thêm nâng cao vốn ngoại ngữ của mình hoặc chúng ta có thể mua thêm các học liệu chúng ta tìm kiếm thêm các cái học liệu để chúng ta chủ động học thêm tại nhà để chúng ta nâng cao kiến thức về ngoại ngữ chứ không nhất thiết là phải đến lớp học với các giờ học của thầy cô làm các bài tập thầy cô giao để gửi cho thầy cô kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ tập của mình được chưa? Cho ta có thể cho một vài cái ví dụ để à, người đọc người nghe hiểu rõ tự học là gì. Đó là phần giải thích vấn đề. Sau khi giải thích vấn đề, chúng ta đến phần thứ hai, ta bình luận và chứng minh. Bình luận chứng minh vấn đề thế thì đề bài là tinh thần tự học tinh thần tự học sau khi chúng ta giải thích vấn đề để người ta hiểu rõ tự học là gì với những biểu hiện cụ thể của nó ở đây nếu cần có thể nêu một vài biểu hiện cụ thể một vài ví dụ về những biểu hiện cụ thể thì chúng ta bắt đầu bàn luận chứng minh thứ nhất chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải tự học nghĩa là chúng ta đưa ra quan điểm đầu tiên tự học có vai trò gì với cuộc sống con người thì chúng ta nhận thấy tự học có ý nghĩa và vai trò rất lớn. Vai trò rất lớn với việc học của chúng ta trong xã hội ngày nay. Luận điểm đầu tiên, tự học. Có vai trò to lớn quan trọng với mỗi người. Tự học có vai trò to lớn và quan trọng với mỗi người thế thì để có thể làm sáng tỏ cho luận điểm này thì chúng ta có thể triển khai ở trên hai cái lý lẽ lớn hai cái lý lẽ chính thứ nhất tự học thì con người thu được rất nhiều lợi ích tự học con người có thể tiếp thu được rất nhiều lợi ích đó có thể là những lợi ích về kiến thức về kỹ năng À, tự học cũng là một cách để người ta đánh giá về phẩm chất, về nhân cách, về ý chí của một con người. Những con người đối diện với hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt về hoàn cảnh bên ngoài, về ngoại cảnh nhưng vẫn cố gắng vươn lên để tự học, người ta sẽ đánh giá đấy là một con người giàu ý chí và nghị lực, vân vân. Vậy tự học mang lại những lợi ích gì cho chúng ta? Mình có thể phân tích. Mình có thể phân tích, mình có thể đưa ra các cái ví dụ dẫn chứng và phân tích kỹ. Người tự học thì sẽ luôn luôn tự làm giàu thêm kho vốn kiến thức của mình, trở thành những người uyên thâm và cập nhật những xu hướng mới nhất trong những cái lĩnh vực của mình, trong công việc của mình, vân vân. Ở phần này, các bạn phải đưa ra phải phân tích tác dụng của việc tự học tác dụng của việc tự học à một học sinh tự học thì sẽ hơn gì so với một học sinh không có ý thức tự giác học bài một nhà khoa học luôn luôn tự học không ngừng học thì sẽ cập nhật được tri thức ra sao và sẽ giành được những thành quả nào trong thực tế nghiên cứu của mình một doanh nhân cũng không ngừng học hỏi không ngừng tự học thì sẽ có thể giành được thành quả gì cho công cuộc kinh doanh của họ một người nông dân mà ham học luôn luôn tự tìm tòi mầy mò luôn luôn tự học thì sẽ thu được thành quả gì trong công cuộc sản xuất của họ. Chúng ta có thể bên cạnh việc phân tích tác dụng việc tự học và lấy các dẫn chứng lấy các dẫn chứng chứng minh. Thầy lưu ý là khi các bạn đưa ra các dẫn chứng ở trong bài tập luận văn thì dẫn chứng của bạn tất nhiên yêu cầu đầu tiên là phải chính xác. Nhưng bên cạnh yêu cầu dẫn chứng chính xác thì thông thường là dẫn chứng của bạn đều chính xác. Thì bên cạnh đó thì dẫn chứng của bạn phải rất là tiêu biểu tiêu biểu phù hợp với nội dung mà chúng ta đang định nói đến. Ở đây khi muốn có một cái dẫn chứng tiêu biểu thì chúng ta thường là chia cái vấn đề đó ra thành các cái phạm vi khác nhau để ta tìm dẫn chứng. Thí dụ Nói tác dụng của việc tự học và lấy dẫn chứng Ta có thể lấy dẫn chứng về tác dụng của việc tự học Đối với những cái tấm gương tự học từ ngày xưa Cho đến cả thời hiện đại Ta có thể lấy những tấm gương tự học ở Việt Nam Rồi cả những tấm gương tự học nước ngoài ta có thể lấy dẫn chứng từ trong các lĩnh vực khác nhau trong việc tự học không chỉ là học sinh sinh viên tự học những người vốn ở trong độ tuổi học hành mà ngay cả những con người đang làm việc những người nông dân làm việc trên cánh đồng những nhà khoa học trong các phòng nghiên cứu những doanh nhân đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường họ vẫn liên tục phải tự học và tự cập nhật làm mới kiến thức của mình mình có thể lấy các dẫn chứng phân theo các lĩnh vực như vậy thì bài viết của mình mới đảm bảo được độ rộng độ phủ độ toàn diện còn nếu như chúng ta chỉ biết được một vài câu chuyện, một vài tấm gương mình đưa vào trong bài viết thì bài viết của mình không khỏi là mình cảm thấy thiếu hụt, không khỏi là cảm thấy các cái dẫn chứng đấy tuy có, thậm chí có nhiều, hai, ba nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đầy đủ và toàn diện. Bài viết vẫn chưa được phủ một cái diện rộng bởi vì là bạn vẫn chưa phân ra, chưa phân ra theo nhóm các dẫn chứng, nhóm các đối tượng. Thầy gợi ý nhé, phải chi theo các nhóm. Thí dụ, từ xưa đến nay thì tinh thần tự học đã thể hiện vai trò to lớn của nó. Không chỉ ở Việt Nam, các nước ngoài quốc tế cũng thế. Không chỉ trong lĩnh vực học tập của học sinh, sinh viên của học trò đi thi mà ở các lĩnh vực khác của những con người các thành phần khác ở các lứa tuổi khác nhau cũng cần phải tự học. Như thế thì bài viết của chúng ta mới toàn diện, phần chứng minh của ta mới thuyết phục, được chưa? Đây sẽ là ý quan trọng nhất của bài viết. Tự học mang lại cho con người, cho người học nhiều lợi ích. Thế thì ngược lại không tự học. Ta lật lại vấn đề để ta chứng minh vấn đề một cách thuyết phục hơn. Không tự học. Thì con người sẽ phải chịu hậu quả. Đó là những hậu quả gì? Ta lại bắt đầu phải phân tích hậu quả của việc chúng ta không tự giác không có ý thức tự giác và chủ động trong học tập Chúng ta sẽ bị lạc hậu ra làm sao Kết quả học tập của chúng ta không thể tăng tiến được Mà thậm chí còn tụt lùi ra như thế nào Ta bị lạc hậu hơn so với cuộc đời thế nào Vân vân và vân vân Đúng chưa? <laughs> trong một xã hội cạnh tranh mà không chịu tự học để tự vươn lên Thì kết quả sẽ làm sao Trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống Ta đưa ra các hậu quả nếu như ta không tự học Vậy sự chứng minh của chúng ta là rất thuyết phục Tự học con người được bao nhiêu lợi ích Mà không chịu tự học thì con người phải nhận lấy bao nhiêu hậu quả Chính vì thế cho nên việc tự học có vai trò to lớn và quan trọng với mỗi con người Đúng chưa? Đấy là chúng ta bàn luận và chúng ta đã chứng minh rất thuyết phục cái luận điểm của chúng ta Nhưng như thầy nói, để cho bài viết thêm rộng thêm sâu, nhìn vấn đề từ nhiều phương diện và góc độ khác nhau Chúng ta không chỉ bàn luận mà chúng ta nên có các phần mở rộng Ở đây chúng ta có thể mở rộng như sau Bàn luận mở rộng bàn luận mở rộng à, ở bên trên chúng ta nhấn mạnh vai trò của việc tự học nhưng chúng ta không bao giờ tuyệt đối hóa vai trò của việc tự học cả tự học có nghĩa là tự mình có thể lĩnh hội tìm kiếm để lĩnh hội làm đầy thêm kiến thức nhưng chúng ta nhớ chúng ta không đơn độc trong cuộc hành trình chinh phục tri chi thức chúng ta luôn luôn có những công cụ hỗ trợ chúng ta luôn luôn cần có những người thầy để hướng dẫn vậy chúng ta có thể mở rộng thêm để bổ sung thêm cho cái vấn đề của chúng ta, cái nội dung vấn đề chúng ta bàn luận được toàn diện và sâu sắc. Tự học không có nghĩa là không cần trường lớp. Thầy cô vân vân. Chúng ta có thể bổ sung thêm luận điểm này, tự học không có nghĩa là không cần đến trường lớp, thầy cô, sách vở, vân vân. Chúng ta vẫn rất cần trường lớp, chúng ta vẫn rất cần thầy cô, nhất là thầy cô giáo, những người sẽ uh, là những người chỉ đường, những người sẽ là những uh, thuyền trưởng dẫn bạn trên con thuyền chinh phục tri thức bởi trong một cái thế giới, kể cả trên thế giới mạng nữa À, kho tài liệu, kho tri thức của chúng ta là mênh mông vô tận, nhưng những người thầy giáo, cô giáo là những người đi trước, là những người có tầm hiểu biết rộng hơn, họ sẽ có thể định hướng cho ta để quá trình tự học của chúng ta không bị lan man, để quá trình tự học của chúng ta đi đúng hướng mà hiệu quả cao, đúng chưa? Thứ đến, chúng ta có thể mở rộng thêm. Tự học là quý rồi, nhưng rất nhiều người tự học mà lại không đạt được kết quả như mong muốn hoặc là đạt kết quả không như mà người ta kỳ vọng hoặc là người ta đã bỏ công sức ra để người ta nỗ lực là bởi vì tự học cũng cần phải có phương pháp. Tự học nhưng tự học phải có phương pháp. Phải có phương pháp phù hợp, chứ không phải bảo tự học là tôi tự học, tôi hi hụi đi làm bài, tôi hi hụi đi đọc sách để tôi mở rộng thêm tri thức chưa chắc điều ấy đã hiệu quả trong những giai đoạn cụ thể nhất định tự học phải có phương pháp không chỉ có phương pháp tự học đòi hỏi chúng ta phải có phương tiện tự học phải có phương tiện đúng không ạ à, muốn có thể học tốt muốn tự mình có thể tìm kiếm tri thức chúng ta phải có sách vở chúng ta phải có cơ sở để kết nối mạng để chúng ta tra cứu thông tin đúng không ạ đó vậy chúng ta còn cần phải có phương tiện để chúng ta thực hiện việc tự học chứ không phải nói tự học là ta có thể tự học được ngay tự học phải đúng phương pháp, phải có phương tiện hỗ trợ, vân vân. Bạn có thể mở rộng thêm một vài cái luận điểm nữa để bổ sung thêm, để nhấn mạnh thêm vai trò của việc tự học, nhưng tự học cũng phải có điều kiện, phải có điều kiện, đúng chưa? Và tất nhiên, việc tự học để có thể tự học thành công đòi hỏi rất nhiều cái ý chí, nỗ lực của mỗi con người. Cuối cùng, chúng ta đến phần thứ ba, ta rút bài học. Bài học về nhận thức ta nhận ra vai trò to lớn của tinh thần tự học đối với mỗi con người nhất là những con người đang ở trên trước ngưỡng cửa cuộc đời những bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời đang trong độ tuổi đi học và trong một cái thế giới đầy cạnh tranh kho tàng tri thức mênh mông như thế tự học là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn thành công trong học vấn trong sự nghiệp ta nhận thức như vậy từ nhận thức ta mới bắt tay vào hành động lưu ý các bài học luôn luôn nên là những bài học rất là gần gũi thiết thực hữu ích của chúng ta. Tự học ở đây biểu hiện cụ thể chúng ta có thể rút ra bài học cụ thể cho mình đó là chúng ta phải nỗ lực tự học ở nhà, học thêm ở nhà, học từ trong cuộc sống, học từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau chứ không chỉ giới hạn việc học ở trong những tiết học ở trên lớp với thầy cô, gặp bạn bè, không phải như vậy. Ta học mọi lúc mọi nơi, ta luôn luôn ý thức rằng mình vẫn còn kém, mình vẫn kiến thức của mình vẫn còn thiếu hụt nhiều để chúng ta có đường hướng để nỗ lực để bổ sung kiến thức chứ không bao giờ tự hào tự mãn về cái kho vốn kiến thức mà chúng ta đã tích lũy được vân vân. Ta phải thể hiện nó bằng các hành động cụ thể được chưa? Đó. Sau khi chúng ta rút ra bài học như vậy, mình đến phần cuối cùng kết bài đánh giá chung lại về vai trò của tự học đối với mỗi con người cũng như là ý nghĩa của nó không chỉ là ý nghĩa tức thời. Việc học nó sẽ kéo dài trong suốt cả cuộc đời con người. Nội dung về tinh thần tự học sẽ còn là một cái lời khuyên, một kim chỉ nam để mỗi con người có được thành công trong cuộc sống, đấy chưa? Đó. Như vậy thầy và trò vừa mới đi lập một cái gian ý cho một đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Chúng ta thấy cách làm của dạng bài này không khó. Chúng ta cứ đi theo cái cấu trúc quen thuộc thầy đã hướng dẫn thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một bài viết với các luận điểm, với phần lập luận rất là chặt chẽ và thuyết phục. À, thầy hy vọng qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã có được những hình dung chung về phương pháp làm một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý và chúng ta sẽ bắt tay luyện tập để có được những bài văn, những đoạn văn như ý để rồi khi chúng ta bước vào phòng thi, ta tự tin khi gặp dạng bài nghị luận về tư tưởng đạo lý, chúng ta có thể làm tốt và giành điểm số cao. Thầy chắc chắn các bạn sẽ làm được như vậy nếu các bạn cố gắng và có tinh thần tự học, tự nỗ lực được chưa bài giảng của thầy trò sẽ dừng lại tại đây thầy trò sẽ gặp nhau trong dạng bài nghị luận tiếp theo phần nghị luận văn học thân mến chào các em